Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, nhưng tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam TKV đã đoàn kết nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra. Trong 4 tháng đầu năm 2021, TKV đã sản xuất được gần 13,7 triệu tấn than nguyên khai, 13,17 triệu tấn than sạch, tiêu thụ than đạt gần 14 triệu tấn, bằng 33% kế hoạch năm, sản xuất điện đạt 3,34 tỷ kWh, sản xuất hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp đạt trên 28.000 tấn tuy nhiên tại buổi làm việc của lãnh đạo bộ công thương với tkv đại diện tập đoàn cũng nêu lên một số khó khăn như vấn đề tiêu thụ than cho điện do nhiệt điện than giảm việc phê duyệt đầu tư triển khai một số dự án các mỏ bô xít tân rai lâm đồng nhân cơ đắk nông còn chậm đối với các dự án khai thác và chế biến sắt mỏ thạch khê hà tĩnh cromit cổ định thanh hóa đất hiếm tại lai châu tkv đề nghị bộ công thương báo cáo thủ tướng chính phủ cho ý kiến chỉ đạo để tập đoàn sớm triển khai Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao những nỗ lực của TKV luôn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đối với những kiến nghị, đề xuất của TKV, Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc bộ chủ động bám sát công việc, phối hợp chặt chẽ với TKV để kịp thời xử lý giải quyết theo thẩm quyền với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Các kiến nghị vượt thẩm quyền, bộ sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cấp cao hơn. Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng mong muốn TKV cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tái cấu trúc tập đoàn từ bộ máy, công tác quản trị đến những kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh hàng năm, chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, đẩy mạnh ứng dụng khoa công nghệ để luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.